Xin chào tất cả các bạn, nay mình sẽ cùng các bạn móc một cái mũi như thế này. Một chiếc mũi như thế này. Mình dùng sợi dệt trơn 20 mm. Kim móc thì mình dùng kim móc số 3 và số 4. Nếu các bạn móc kim nào vừa thì chúng ta dùng kim đấy. Đầu tiên mình tạo một vòng tròn bá thuật. Sau đó mình móc vào đây hai mũi móc. Hai mũi xích. Mình móc vào đây 9 mũi móc. 9 mũi nửa kép 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sau đó chúng ta siết chặt vòng tròn nào. Ta siết chặt vòng tròn vào, ta chốt sợi vào chân thứ nhất. Sau chúng ta móc lên 2 xích, 1, 2 và 9 mũi cái 9 mũi nửa kép mà chúng ta vừa móc, ta móc cứ mũi một mũi nửa kép là chúng ta móc một mũi ngoài. Sau đó móc tiếp một mũi nửa kép bình thường vào cùng chân móc. Là hàng này chúng ta đã tăng mỗi chân móc chúng ta tăng thêm một mũi ngoài và một mũi thường, một mũi ngoài, một mũi thường. Sau đó một mũi ngoài. Một mũi thường. Một mũi ngoài. Một mũi thường. Cứ thế chúng ta móc cho đến hết hàng. Các bạn móc cho đến hết hàng. Sau khi đến chân cuối cùng, một mũi thường, ta chốt sợi vào chân đầu tiên, mũi ngoài. Ta có tổng cộng 9 mũi ngoài, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 9 mũi thường. Ta lên 2 xích, 1, 2, mũi ngoài chúng ta vẫn móc là mũi ngoài. Ở đây chúng ta thêm một mũi thường. Và bên đây một mũi thường. Một thường này. Hai thường. Một ngoài. Ta tăng thêm một mũi. Một thường. Hai thường. Một ngoài. Một thường, hai thường, một ngoài. Cứ thế chúng ta lặp lại cho đến hết hàng. Một mũi móc ngoài và hai mũi móc thường. Đây, đến cuối hàng. Ta được một mũi thường, một mũi ngoài, một mũi thường. Cả cái hai xích này ta tính là một mũi thường này. Ta chốt sợi
nên hai xích. 1 2 mũi ngoài chúng ta vẫn móc là mũi ngoài. Và mũi thường. Ở đây chúng ta hàng này chúng ta sẽ móc 3 mũi thường. 1 2 3. Mũi ngoài chúng ta vẫn móc là mũi ngoài. Mũi thường. 1 2 3. Một, ba mũi thường. Một mũi ngoài. Ba mũi thường. Một, hai, ba. Ta cứ thế lặp lại cho đến hết hàng. Một mũi ngoài, ba mũi thường. Sau khi xong hàng thứ ba, một mũi ngoài, ba mũi thường, đây hai mũi thường và mũi này nó là ba, ta chốt sợi lên hai xích. 1 2 mũi ngoài chúng ta vẫn móc là mũi ngoài. Một ngoài, bốn thường. Mỗi hàng chúng ta sẽ tăng thêm. 1 2 3 4 và đến mũi ngoài ta sẽ móc là mũi ngoài. 4 thường, 1 ngoài, 1 thường, 2 thường, 3 thường, 4 thường, một ngoài. Một thường, hai, ba, bốn, một ngoài. Ta cứ móc bốn thường, một ngoài cho đến hết hàng. Sau khi xong hàng một ngoài và một ngoài và bốn trong, đây đến ba, à một ngoài và bốn thường, đến ba và chân này là bốn, ta chốt sợi lên hai xích. Hàng tiếp theo chúng ta mũi ngoài chúng ta vẫn móc là móc ngoài, ngoài chúng ta vẫn móc là ngoài. Năm, mỗi chân móc chúng ta móc một mũi kép, à một mũi nửa kép thường. Hàng này ta móc 5 mũi nửa kép. 3 2 4 5, 5 mũi nửa kép. Sau đó ta móc 1 mũi ngoài. Cứ thế chúng ta lặp lại cho đến hết hàng. 5 mũi nửa kép thường và lại 1 mũi nửa kép ngoài. 2 3 4 5, một mũi nửa kép ngoài. Ta lặp lại cho đến hết hàng. Đây, sau khi xong hàng một ngoài 5 thường, đây một ngoài 4 thường và cái chân này nó là 5, ta chốt sợi 1 2 3 4 à quên nhầm 1 2 mũi ngoài chúng ta vẫn móc là ngoài. Là 6 mũi nửa kép thường. 1 2 3 4 5 6, một ngoài và 6 mũi nửa kép thường. 1 1 2 3 4 5
6, một ngoài. Cứ thế chúng ta lặp lại cho đến hết hàng. Sau khi hàng 6, xong hàng 6, x, 2, 4, 6, 6 mới thường. Và một người ngoài, ta tiếp đến hàng tiếp theo. Một người ngoài, 7 mới thường. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 bên ngoài, 7 bình thường, 7 bình thường. Nên ta lặp lại cho đến hết hàng. Vậy bình thường một bên ngoài. Chúng ta cứ móc tăng như thế. Mỗi hàng là ta móc một bên ngoài. Sau đó là ở đây chúng ta cứ thế tăng. 2, 4, 6, 7 rồi. Hàng tiếp là 8, 9, 10, 11. Cứ thế ta móc. Đến khi nào? Đây của mình. Tùy các bạn móc chặt tay hay lỏng tay thì chúng ta có thể chúng ta đua chiều dài vòng đầu. Ví dụ như chúng ta muốn móc cho vòng đầu 5-6 cm, chúng ta đua vòng tròn này 5-6 cm, hoặc chúng ta lấy 5-6 cm chia cho 3,14 thì chúng ta ra bán kính của cái này. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ta cứ đem ta tăng đến đủ chiều dài vòng đầu của chúng ta. 2, 4, 6, 8, 10, 11, đủ chiều dài vòng đầu thì mình sẽ móc phần thân. Đây là đủ chiều dài vòng đầu thì mình móc phần thân, mình sẽ không tăng. Không tăng thì một cái chân mới ngoài, sau đó ở đây mình sẽ móc, không móc vào đây nữa. Mà mình sẽ móc bên đây, sau đó đến hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo của phần thân. Hàng tiếp theo phần thân thì mình sẽ tăng ở bên đây. Và ở bên đây mình sẽ không móc. Thì cái đường của mình nó thẳng. Ở đây cái đường của mình là mình tăng về một bên. Tăng về một bên này nên là nó nhìn nó sẽ hơi chéo chéo. Nhìn nó sẽ hơi chéo này. Nên các bạn tăng. Một lúc thì chúng ta móc ở bên đây. Một lúc chúng ta móc bên đây. Thì nó sẽ cân. Cái phần này các bạn biết móc chưa ạ? Nếu chưa biết thì các bạn cứ móc lên đến, đầu đến đây, móc lên đây là phần gần hết phần thân. Phần thân của mình là từ hàng thứ 11, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, đâu, 2, 4, 6, 8, 10, 11, đây là 11 này, 11 mũi trong này, ta móc thẳng xuống lên đây, gần đến phần 2, 4, 4 hàng nữa là đến phần vành, thì mình sẽ, đến đây mình sẽ móc mũi kép ngoài đây, các bạn móc đến đây đi thì mình sẽ hướng dẫn tiếp. Video của mình đến đây là kết thúc, xin chào mọi người, còn lại mọi người cái phần thân này, tạm biệt mọi người.